Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đạo hàm cục này lên. Thì chúng ta biết đạo hàm của x mũ 3 là 3x bình phương. Đạo hàm của x bình phương đó chính là 2x. Đạo hàm chữ x chúng ta sẽ có số 1. Tiếp tục, đề nói đi tìm kết quả nghịch biến. Có nghĩa là đi tìm giá trị m của cái đoạn này sao cho chúng ta có khoảng nghịch biến từ trừ 1 cho đến 2. Chúng ta để ý kỹ nha, ở đây là số 3, có nghĩa là A ở đây là số dương. Như vậy, nếu mà delta nhỏ hơn 0 thì chúng ta sẽ không có cực trị, nhưng mà nó đồng biến quy cái khoảng R, như vậy cũng không thỏa mãn. Nếu delta bằng 0 á, thì nó chỉ có một nghiệm kép thì nó sẽ tạo thành cái khoảng là cộng 0 cộng. Thì chúng ta biết cộng với lời dấu cộng thì nó sẽ không thể nào có khoảng nghịch biến ở đây. Như vậy delta bằng 0 cũng loại. Như vậy chúng ta chỉ còn một trường hợp, đó chính là delta lớn hơn 0. Delta lớn hơn 0 thì chúng ta biết delta là b bình phương trừ 4 lần ac. Và bây giờ chúng ta rút gọn cục này thì chúng ta sẽ ra cái cục này. Tuy nhiên cái cục này nè, đó chính là hằng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy delta lúc nào cũng lớn hoặc bằng 0. Tuy nhiên chúng ta sẽ loại trường hợp bằng 0 khi 2m trừ 1 bằng 0. Thì chúng ta chỉ có loại một trường hợp, đó chính là m khác 1 chia cho 2. Tuy nhiên đề là các số nguyên, cho nên trong trường hợp này mình sẽ không cần phải có m bằng 1 chia cho 2. Tại vì 1 chia cho 2 là phân số. Sau đó chúng ta có x1 và x2 là hai cực trị của hàm số. Như vậy ở đây chúng ta có trừ b trừ căn delta chia cho 2a. A ở đây chính là số 3. Còn b ở đây chính là cái cục này với dấu trừ. Như vậy trừ với trừ thành dấu cộng luôn. Căn bậc 2 của số 4 chúng ta có số 2. Sau đó mình chia cho số 2 đi. Vì chúng ta chọn là 2m trừ 1 tức cả bình phương. Mà ở đây đó, nếu chúng ta bỏ căn bậc 2 thì nó sẽ thành giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, khi chúng ta bỏ giá trị tuyệt đối thì nó sẽ có hai trường hợp, một là cộng hoặc là âm. Cho nên khi chúng ta bỏ giá trị tuyệt đối đi thì chúng ta sẽ lấy phần dương luôn nha. Tại vì sao ở đây có âm với dương rồi? Chúng ta mà chọn phần âm nó cũng đảo ngược lại cộng với trừ thôi à. Như vậy mình chọn phần dương nha. Tiếp tục, m cộng 2m thì chúng ta có 3m. Mình đảo lại lại cho nó dễ tính thôi nha. Chứ thực ra cái này mình chọn dương thì mình đẩy cái này xuống cũng vậy à. Bây giờ chúng ta có m cộng 2m là 3m, 4 trừ 1 là cộng 3. M trừ 2m là trừ m. 4 trừ với trừ 1 thì chúng ta có cộng 1. Như vậy chúng ta sẽ có cộng 5. Thì chúng ta thấy rõ nha. Thì cái cục này nè, nó lớn hơn cái cục này. Tại vì sao? Giả sử m là số dương thì nó sẽ đi, thì nó này sẽ thành số âm, thì cái này nó nhỏ hơn cái cục này. Còn trường hợp thứ hai á, khi m là số âm thì cái này là âm, còn này là dương, như vậy cái phần dương sẽ lớn hơn cái cục này. Như vậy để tránh nhầm lẫn, mình sẽ xét hai trường hợp nha. Cái này mình rút gọn lại. Trường hợp thứ nhất đó chính là m lớn hơn 0. Khi m lớn hơn 0 có nghĩa là m là số dương. Như vậy cái cục này sẽ là số dương, cục này sẽ là số âm. Và số âm thì nó sẽ nhỏ hơn rồi. Như vậy m cộng 1 ở đây
bắt buộc phải nhỏ hơn hoặc bằng 2. Còn cái cục này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, ấy lộn, m cộng 1 lớn hơn bằng 2 chứ. Để cho nó bao gồm hết cái đoạn mà từ số 2 cho đến trừ 1. Còn cái cục này sẽ nhỏ hơn bằng trừ 1. Như vậy, để số 1 sang bên đây, chúng ta có 2 trừ 1 là 1. Còn cái này lên đây. Như vậy, chúng ta đẩy cái trừ m sang bên phải, trừ 3 sang bên trái. Như vậy, 5 cộng 3 là 8. Như vậy chúng ta kết hợp hai cái cục này lại thì chúng ta thấy rõ chúng ta có m lớn hơn hoặc bằng 8. Trường hợp thứ hai đó là khi m bằng 0. Khi m bằng 0 thì chúng ta thấy số 0 vào đây và số 0 vào đây. Thì chúng ta thấy rõ ở đây chúng ta sẽ có kết quả x1 bằng 1, x2 là 5 chia cho 3. Và chúng ta biết cái khoảng mà từ 1 cho đến 5 chia 3 thì nó nằm thọt lõm vô bên trong này. Có nghĩa là bên ngoài số 1 và 5 chia cho 3 thì nó là đồng biến rồi. Trong khi đề muốn đi tìm cái khoảng nghịch biến từ trừ 1 đến 2. Như vậy m bằng 0 á, chúng ta sẽ loại. Như vậy chúng ta chỉ còn lại m nhỏ hơn 0 thôi. Như vậy nếu m nhỏ hơn 0 á, thì cái cục này nè, thì nó sẽ là số âm. Số âm nhỏ hơn cái cục này rồi. Tại vì âm với âm ra dương, dương với lớn hơn cái phần này rồi. Như vậy chúng ta có trường hợp này. M cộng 1 ở đây á, nếu mà số âm thì có nghĩa là nó phải nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1. Và cái cục này sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Như vậy số 1 để sang bên đây là trừ 2. 3 nhân 2 là số 6. Như vậy để m sang bên đây, số 6 sang bên đây. Như vậy kết hợp lại thì chúng ta sẽ có m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 2. Như vậy kết hợp với lại cái cục này như vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ âm 2025 cho đến âm 2. Cục tiếp theo là từ số 8 cho đến vị trí 2025. Như vậy chúng ta sẽ có là lấy số lớn trừ cho số bé cộng cho 1 đối với cái cục bên đây. Và cục tiếp theo lấy số lớn trừ cho số bé cộng cho 1. Như vậy chúng ta sẽ có tổng giá trị ở đây là 4042. Như vậy ở đây không có đáp án nào đúng cả. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.